Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cái cuốn sách nói về địa lý. Cuốn này nó xuất bản lần thứ nhất vào năm 2002, tức là hơn 20 năm. Ở trong đây nó có một cái bài nó nói về tuổi của mỗi chúng ta xét theo cung phi. Tức là nó có 8 cung, nam hay nữ thì nó cũng dồn về 8 cung: Càn, Khảm, Cấn, Chân, Tôn, Ly, Khôn, Đoài. Trong cuốn này nó có một cái nội dung nói về khái quát cuộc đời của những con người theo cái năm sinh âm lịch và các cái hướng nhà nên làm hướng nào, và người ta đoán khai qua cuộc đời của mỗi con người về bản chất mỗi con người nó như thế nào, rồi sở thích, rồi tình duyên, công danh, sự nghiệp, tài lộc, rồi cuộc đời. Nói chung là người ta xét về cơ bản của một con người. Thế thì những người mà càn xét về cung phi thì nếu như là nam thì những người sinh năm 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985 và 1994 và 2003, 2012 và 2021, 2030 và 39. Còn tuổi của đàn bà thì những người sinh năm 1928, 1937, 1946, 1955 và 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018, 2027 và 2036. Thì ở đây người ta xét về bản chất của cái người mà có cái mạng càn như sau: là con người bao giờ cũng tỏ ra cao thượng đối với mọi người, tính rất tế nhị và khả ái, ăn nói đúng đắn, đàng hoàng, lúc nào cũng nghĩ đến hạnh phúc gia đình, đặt tất cả tâm hồn cũng như thể xác cho sự hòa hợp, vui tươi và hạnh phúc của gia đình, mà không màng đến mình nhiều, không kể đến cá nhân, rất chiều chuộng gia đình hết mực, lúc nào cũng muốn gánh vác hết cái trách nhiệm. Đó là cái bản chất của con người mạng càn, kể cả nam hay nữ. Còn sở thích của những người mạng càn nó như thế này: thích những cảnh vật thiên nhiên, yêu hoa quả, tính hay trầm lặng, muốn gây được cảm tình với tất cả mọi người, có khiếu thẩm mỹ, ưa xa hoa lộng lẫy, hay thích nghe đàn ca sướng hát, là con người bao giờ cũng dễ mến, là trai thì lại càng có nhiều tình cảm đặc biệt, biết tự trọng và dè dặt trong mọi công việc, thích sống gần gũi mọi người hơn là riêng rẽ một mình. Đó là sở thích. Còn tình duyên này của người mạng càn nó như thế này: về vấn đề tình duyên có sự phân biệt không rõ rệt, không đặt vấn đề tình yêu là tình yêu, mà là một sự kết hợp giữa hai tâm hồn mà muốn đi lần đến hạnh phúc hôn nhân. Lấy tình yêu làm căn bản cho sự xây dựng hạnh phúc hôn nhân, không bao giờ lừa dối, phỉnh gạt người đã trao chọn tâm hồn cho mình. Là con người có nhiều xúc cảm và chứa đựng tình thương yêu cao độ, nên không khi nào có ý nghĩ phản bội dù với người tình, vợ hoặc chồng hay bạn bè cũng vậy. Người mạng càn thì có thể kết hôn với người mạng khôn hoặc cùng với mạng càn thì thích hợp nhất, có thể ăn ở lâu bền, ngoài ra chỉ có tính cách tạm thời. Nói về công danh của người mạng càn thì công danh không cao, chỉ ở vào mức độ bình thường. Người mạng càn có nhiều sáng kiến, có thể thành công trong những nghề nghiệp như làm văn, làm báo, họa sĩ, nghệ sĩ. Những việc này rất dễ thành công nếu có người nâng đỡ về nghề nghiệp. Tuy vậy, công danh cũng có lúc
có tăm tiếng lừng lẫy trong một thời gian nào đó. Tóm lại, công danh chỉ ở mức độ trung bình. Còn về sự nghiệp của người mạng càn thì sự nghiệp trung bình, tuy nhiên có thể lên cao vào lúc hậu vận, nghĩa là từ 50 tuổi trở đi. Còn nói về phần tài lộc của người mạng càn thì tiền bạc thì điều hòa, tiêu phí có chừng mực, không thu dồi dào nhưng không bao giờ thiếu kém hay thất bại đến kiệt quệ. Làm việc gì cũng rất cẩn thận, đếm từng đồng, tiêu từng cắc. Vấn đề này rất khắt khe và không bao giờ ham của hoặc ham tài. Bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không ham rượu chè cờ bạc. Xét về cuộc đời của người mạng càn thì cuộc đời không được nhiều may mắn trong mọi lĩnh vực, chỉ ở vào mức độ hạng trung, có khi còn sút kém đến mức độ chót vì tính ích kỷ của mình. Sống chỉ lo cho cá nhân, cho gia đình mà không bao giờ nghĩ đến những người xung quanh. Đó là xét về khái quát cuộc đời của người mạng càn. Và đây là cái bài người ta nói về cái phương hướng xây nhà của người mạng càn. Nếu như người mạng càn mà xây hướng nhà về hướng Tây Bắc, theo bát quái đồ sở thuộc cung mạng là phục vị, là quẻ càn vi thiên trong kinh Chu Dịch, chủ nhà được tiểu phú khá giả, trung thọ, tức là thứ cát. Nếu như ở hướng chính Bắc thì theo bát quái sở thuộc cung lục sát là quẻ thiên thủy tụng trong kinh Chu Dịch, chủ nhà mang lời ăn tiếng nói, tiền bạc hao hụt, thất bại về việc trồng trọt chăn nuôi, tổn thương nhân khẩu, thứ hung, tức là nó là xấu. Nếu như người mạng càn mà ở hướng Đông Bắc theo bát quái đồ sở thuộc cung thiên y là quẻ thiên sơn độ trong kinh Dịch, giàu sang tột bậc, tiền của chất đống, tiêu dùng không hết, trong nhà mọi người không bệnh tật, thượng cát. Vậy thì những người mạng càn là nam hay nữ thì chúng ta nên xây nhà về hướng Đông Bắc. Còn về hướng chính Đông thì theo bát quái sở thuộc cung ngũ quỷ là quẻ thiên lôi vô vọng trong kinh Dịch, chủ nhà bị khẩu thiệt, mang lời ăn tiếng nói, tán tài, tiền bạc hao hụt, tổn thương nhân khẩu, hỏa tai, đại hung. Còn người mạng càn mà xây nhà hướng Đông Nam thì theo bát quái đồ sở thuộc cung họa hại là quẻ thiên phong cấu trong kinh Dịch, chủ nhà bị tán tài, tiền bạc hao hụt, thị phi, bị chê cười, khinh khi, kiện tụng là thứ hung. Chủ nhà mạng càn mà xây nhà hướng chính Nam theo bát quái đồ thuộc cung tuyệt mạng là quẻ thiên hỏa đồng nhân trong kinh Dịch, gia đình bị nhiều bệnh tật, tiền bạc hao hụt, không sống lâu, đại hung. Chủ nhà mạng càn mà chọn hướng Tây Nam theo bát quái đồ sở thuộc cung diên niên là quẻ thiên địa bĩ trong kinh Chu Dịch, chủ nhà khá giả, sống lâu, nhiều con cái, thứ cát. Còn chủ nhà mạng càn mà ở nhà chính Tây thì theo bát quái đồ sở thuộc cung sinh khí là quẻ thiên trạch lý trong Chu Dịch. Theo lý thuyết hướng nhà này là thượng cát, nhưng thực tế kỵ, không nên sử dụng, vì sinh khí thuộc sao tham lang là dương mộc, cung đoài thuộc âm kim, dương tinh khắc âm cung, kim khắc mộc, bất lợi cho con gái út thì không nên dùng. Còn đây là cái bài nói về cái bàn thờ tổ tiên và tài vị của người mạng càn. Thì bàn thờ tổ tiên, tài vị, thần tài trong gia đình nên thiết đặt xoay mặt bàn thờ về hướng Tây Bắc, thuộc sao phục vị là rất tốt. Còn bếp lò thì chọn hướng đặt bếp lò thì nên chọn chỗ đặt tốt nhất là hướng chính Bắc, thuộc sao lục sát. Có thể đặt vào hướng chính Đông, chính Nam cũng được, các hướng khác đều kỵ nên tránh.
Còn cái miệng lò thì nên xoay về hướng Tây Bắc, thuộc sao phục vị là tốt nhất. Kỵ hướng chính Bắc, chính Đông, chính Nam, gặp đại hung. Còn bồn nước hoặc là lu chứa nước thì các cái vật chứa nước nên đặt ở hướng chính Đông, thuộc sao ngũ quỷ là tốt nhất. Các hướng khác đều kỵ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của chủ nhà. Còn về phần cầu tài thì theo thuật phong thủy, chủ nhà muốn sinh lợi nên xoay miệng bếp lò về hướng Đông Bắc thuộc sao Thiên Nhi, hoặc hướng chính Tây thuộc sao Sinh Khí, hay hướng Tây Bắc thuộc sao Phục Vị đều có kết quả tốt. Còn các hướng khác thì đều kỵ. Còn về phần cầu tiêu thì thường chọn chỗ gần nước hoặc vật có chứa nhiều nước. Hướng đặt cầu tiêu phải là hướng có sao xấu như lục sát, ngũ quỷ, họa hại hoặc tuyệt mệnh. Tốt nhất nên đặt cầu tiêu ở hướng chính Đông thuộc sao ngũ quỷ. Còn cửa cái thì nên chỗ cửa cái tốt nhất là hướng Đông Bắc thuộc sao Thiên Y. Ngoài ra cũng có thể chỗ cửa cái về hướng Tây Nam thuộc sao Diên Niên, hoặc chính Tây thuộc sao Sinh Khí cũng rất tốt. Các hướng khác đều kỵ. Đồ dùng trong nhà thì các đồ dùng dao kéo, búa, nồi, chảo làm bằng gang sắt thép thì nên cất giữ hoặc đặt vào các cái hướng Đông Nam thuộc sao họa hại là rất tốt. Còn đường đi vào nhà thì nên chọn hướng Đông Nam thuộc sao họa hại hoặc hướng chính Nam thuộc sao tuyệt mạng, sẽ được nhiều lợi lộc tốt. Kỵ các cái hướng Tây Nam thuộc sao Diên Niên, hoặc hướng chính Tây thuộc sao Sinh Khí, hay hướng Tây Bắc thuộc sao Phục Vị là gặp đại hung. Còn giường ngủ thì nên đặt giường ngủ vào hướng Tây Nam thuộc sao Diên Niên rất tốt. Các hướng khác đều kỵ. Còn hôn phối thì nên cưới vợ mạng cấn khôn đoài là tốt. Kỵ cái mạng là chấn tốn ly. Còn về phần mồ mả thì nên xoay đầu của phần mộ người chết về hướng chính Tây thuộc sao Sinh Khí, rất tốt cho tương lai của con cháu về sau. Còn nằm ngủ thì nên nằm nghiêng mình và mặt xoay về hướng Tây Bắc thuộc sao Phục Vị là rất tốt. Còn về phần tu tạo nhà ở thì mọi công việc xây dựng sửa chữa nhà nên chọn hướng chính Tây thuộc sao Sinh Khí là tốt nhất. Tuổi hợp với chủ nhà thì trong sinh hoạt hàng ngày nên chọn ngày giờ và năm thuộc Sửu, Dần, Mùi, Thân, Tuất, Hợi là tốt. Nhìn chung đó là cái khái quát của người tuổi người mạng càn về cái tổng quát của mọi cái vấn đề về người mạng càn. Tôi giới thiệu sơ qua về cái cuốn sách này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Riêng về cái phần cung mạng, về cung phi thì nó đủ cả 8 cung, cả nam và nữ, để cho chúng ta chọn theo tất cả các cái tuổi của chúng ta theo cái vòng hoa giáp. Từ cái việc đoán khái quát cuộc đời của một con người cho đến làm nhà làm cửa, lấy chồng lấy vợ, nó hợp với tuổi nào, nó hợp với hướng nào, để cho chúng ta luận. Tôi giới thiệu sơ qua về cuốn sách này để cô chú anh chị và các bạn tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.